Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em môn công nghệ 6 ở sức kết nối chi hướng của cuộc sống nhé. Cho xin bài giảng của Huệ Liêm, các em phải quảng cáo, các em xin hết quảng cáo giúp Huệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ ôn tập chương 2 bảo quản và chế biến thực phẩm, trang 38 nhé. Như vậy là mình đã học về thực phẩm và dinh dưỡng, thì mình thấy là sẽ có một số nhóm thực phẩm chính, đúng không? Sẽ gồm có nhóm dầu tinh bột, chất đường và chất xơ, nhóm dầu chất đạm, nhóm dầu chất béo, đúng không? Và mình sẽ biết ăn cách một ăn uống một cách khoa học. Về phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm thì mình đã học về khái quát về bảo quản và chế biến thực phẩm, một số phương pháp bảo quản thực phẩm và một số phương pháp chế biến thực phẩm. Và mình đã học bài dự án bữa ăn kết nối yêu thương, đúng không? Giờ như là hôm nay mình sẽ làm các câu hỏi, trả lời các câu hỏi nhé. Giờ câu hỏi số 1, mình sẽ kể tên và nêu vai trò của các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể người. Như vậy là ở đây mình sẽ trước hết là mình sẽ kể tên nè, đúng không? Sau đó mình sẽ mới nêu vai trò các nhóm thực phẩm chính cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể người. Như mình đã học là có nhóm thực phẩm chính gồm có dầu chất nhóm thực phẩm dầu tinh bột, đường, chất xơ, nhóm dầu chất đạm, nhóm dầu chất béo, đúng không? Tiếp theo mình sẽ nói về vai trò. Thì mình thấy là nhóm mà dầu tinh bột, đường, chất xơ thì vai trò chính là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa. Nếu mà mình ăn uống thiếu chất xơ thì mình sẽ dễ bị bỏng, đúng không? Còn nếu mình ăn uống mà thiếu chất tinh bột, đường thì mình sẽ thiếu năng lượng để hoạt động nha. Tiếp theo mình sẽ có là nhóm thực phẩm dầu chất đạm. Thì đây là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và phát triển tốt, đúng không? Nếu mình ăn thiếu chất đạm thì cơ thể mình sẽ kém phát triển, mình có thể bị suy dinh dưỡng. Tiếp theo là nhóm thực phẩm dầu chất béo. Thì chất béo sẽ cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi số 1 nhé. Như vậy câu 1 mình sẽ trả lời như sau. Trước hết mình sẽ kể tên nhóm các thực phẩm chính. Trước hết mình sẽ nói về nhóm thực phẩm dầu chất tinh bột, chất đường và chất xơ, ví dụ như là gạo, bắp này kia, đúng không? Còn dầu chất xơ là các loại rau quả, củ quả. Và thực phẩm dầu chất đạm thì mình có thịt, cá này kia, đúng không? Thực phẩm dầu chất béo thì mình thấy có dầu, có mỡ động vật, có dầu thực vật và một số loại đậu, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ nói vai trò của các nhóm thực phẩm chính như bạn sao. Nhóm mà thực phẩm dầu tinh bột, chất đường, chất xơ thì chính là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu trong hoạt động cơ thể, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa. Còn nhóm thực phẩm dầu chất đạm thì mình thấy là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và phát triển tốt. Và tiếp theo là nhóm thực phẩm dầu chất béo thì chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể, bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hóa một số loại vitamin, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ các em ghi xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2 nha. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 người ta kêu liệt kê những việc cần làm có thể giúp chúng ta hình thành thói quen ăn uống. Như vậy là chúng ta sẽ để hình thành thói quen ăn uống chúng ta cần sẽ làm những việc sau. Thứ nhất là mình ăn đúng bữa nha. Ăn đủ 3 bữa chính trong ngày, trong đó bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Các bữa ăn cách nhau 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Và tiếp theo mình sẽ ăn đúng cách. Trong bữa ăn càng tập trung trong việc ăn uống, nhai kỹ và cảm nhận hương vị món ăn tạo bầu không khí hăng mặt vui vẻ. Mình tránh hạn chế là vừa ăn uống là vừa xem tivi, vừa ăn uống vừa đọc báo, vừa đọc tạp chí là không nên nhé. Mình phải tập trung vào việc ăn nhé. Vừa ăn vừa nói chuyện với cha mẹ của mình, thì anh chị của mình, để tạo bầu không khí thân mật vui vẻ trong lúc ăn, thì giúp mình ăn ngon hơn, đúng không? Tiếp theo là mình sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm lựa chọn cần phải chế biến cẩn thận đúng cách, đúng không? Và mình nhớ là uống đủ nước nhé. Mỗi ngày từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Uống nhiều sữa,
nhiều nước và nhớ là ăn nhiều rau củ quả nha, đúng không? Ăn nhiều trái cây nữa nha. Giờ Nhi là thầy sẽ trả lời câu hỏi số 2. Giờ Nhi là câu số 2 thì mình trả lời là để hình thành thói quen ăn uống khoa học, chúng ta cần ăn đủ đúng bữa nè. Có nghĩa là mình sẽ ăn đủ 3 bữa chính trong ngày, trong đó bữa sáng là quan trọng nhất. Vì sau một ngày mà sau khi một đêm mình không có ăn uống gì ha, thì cơ thể mình chắc thiếu chất dinh dưỡng, mình buổi sáng rất quan trọng nha. Qua các bữa cắt nhau 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là mình sẽ ăn đúng cách, có nghĩa là trong bữa ăn mình cần tập trung vào việc ăn uống, nhai kỹ và cảm nhận hương vị của món ăn, tạo bầu không khí thân mật vui vẻ, tránh hiện tượng là vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa đọc báo, vừa ăn vừa chơi đồ chơi là không nên nha. Tiếp theo là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nè. Thực phẩm cần được lựa chọn chế biến đúng cẩn thận đúng cách, và mình nhớ là uống đủ nước nha, tối thiểu 1 lít rưỡi đến 2 lít. Uống nhiều sữa, nhiều nước và ăn nhiều rau củ quả nha. Giờ như vậy mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3 nha. Giờ tiếp theo là câu số 3 thì người ta kêu mình liệt kê một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm mà em biết. Như vậy là mình thấy là hàng ngày gia đình của mình sử dụng những cái biện pháp bảo quản nè, thì mình có thể liệt kê ra. Ở đây thầy cho một số ví dụ nha. Ví dụ như là phương pháp bảo quản phổ biến nhất chính là làm lạnh và đông lạnh, là phương pháp sử dụng nhiệt khắp để ngăn ngừa và làm chậm phát triển của vi khuẩn. Có nghĩa là đồ mà ăn mà mình ăn không hết hoặc mình muốn bảo quản được lâu thì mình có thể cho vào tủ lạnh, đúng không? Vào ngăn mát. Còn nếu mà những cái thực phẩm như là thịt, thịt tươi mới mua về mình muốn bảo quản lâu thì mình có thể để vào ngăn đá, đúng không? Thịt cá mà muốn bảo quản lâu thì mình có thể cho vào ngăn đá. Tiếp theo là phương pháp làm khô. Phương pháp làm khô có nghĩa là sẽ làm bay hơi nước trong thực phẩm, ngăn chặn vi khuẩn phát triển, đúng không? Mình nhớ là trong môi trường có nhiều nước ẩm ướt thì vi khuẩn sẽ dễ phát triển hơn là môi trường khô ráo không có nước. Tiếp theo là phương pháp bảo quản chính là ướp, ướp gia vị, ướp này kia, là phương pháp chọn một số chất bảo quản an toàn vệ sinh thực phẩm và thực phẩm để diệt và ngăn ngừa sự phát triển vi khuẩn làm hỏng thực phẩm. Và sau đó là những cái phương pháp bảo quản. Bây giờ mình sẽ nói về các phương pháp chế biến. Thì mình thấy là có nhiều phương pháp như là luộc này, kho này, đúng này, muối chua, vân vân, đúng này. Mình có thể là chiên rán này kia nè, các em có thể kể thêm cũng được, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi số 3. Như vậy trước hết mình sẽ nói một số phương pháp bảo quản thực phẩm. Trước hết là phương pháp phổ biến nhất, gia đình mình thường sử dụng nhất chính là làm lạnh và đông lạnh. Có nghĩa là thực phẩm của mình muốn bảo quản mình cho vào tủ lạnh là được, đúng không? Là phương pháp sử dụng nhiệt khắp để ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Và tiếp theo là phương pháp mà ít phổ biến hơn một chút chính là làm khô, là phương pháp làm bay hơi nước có trong thực phẩm để ngăn chặn vi khuẩn. Tiếp theo là ớt, là phương pháp chọn một số chất bảo quản an toàn vệ sinh thực phẩm và thực phẩm để diệt và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn làm hỏng thực phẩm nha. Giờ tiếp theo mình sẽ nói về một số phương pháp chế biến thực phẩm. Phương pháp luộc là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước, đúng không? Kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với bề mặt đậm đà. Tiếp theo là muối chua là phương pháp làm thực phẩm lên men vi sinh trong thời gian cần thiết. Ngoài ra thì mình có thể làm kể thêm các phương pháp chiên hay gọi là rán, đúng không? Hấp cũng được, đúng không? Hoặc là mình có thể là có nhiều phương pháp khác nhau, các em có thể kể thêm nha. Giờ như là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 là đề xuất một số biện pháp để bảo vệ, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm ở gia đình em.
Như vậy câu 4 số 4 thì người ta kêu mình đề xuất một số biện pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm ở gia đình em nha. Như vậy là mình sẽ nêu ra một số giải pháp, ví dụ như là lựa chọn thực phẩm an toàn, giữ vệ sinh cá nhân khi tham gia sơ chế và chế biến thực phẩm, nấu chín thức ăn, che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác, sử dụng nguồn nước sạch an toàn, giữ sạch các bề mặt chế biến thực phẩm như là bát đĩa này kia, đúng không? Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi số 4. Giờ như giờ câu số 4 mình trả lời nha. Một số giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình em là: trước hết là lựa chọn thực phẩm an toàn. Thứ hai là giữ vệ sinh cá nhân khi tham gia sơ chế và chế biến thực phẩm. Tiếp theo là mình sẽ nấu chín thức ăn, che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác, sử dụng nguồn nước sạch an toàn và giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn như là bát đĩa nhé. Giờ trả lời xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 5. Câu số 5 thì người ta kêu mình nhận xét về dinh dưỡng và sự đa dạng của thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày ở gia đình em trong một tuần. Như vậy mình sẽ nhận xét gì về dinh dưỡng và sự đa dạng của thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày ở gia đình em trong một tuần? Như vậy là ở đây thầy cho ví dụ thôi nha. Vì các bữa ăn trong gia đình của mỗi gia đình là khác nhau, đúng không? Nên thầy sẽ cho ví dụ là về dinh dưỡng. Thì thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày gia đình em đã đảm bảo gồm các nhóm thực phẩm chính như là đường và tinh bột, nhóm chất xơ, nhóm chất đạm, nhóm chất béo và nhóm vitamin, đúng không? Về sự đa dạng thì các món ăn được bố mẹ em chế biến đa dạng theo từng ngày để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả gia đình, có nghĩa là mỗi ngày mình sẽ thay đổi món, đúng không? Để giúp cho vị của món ăn sẽ thay đổi, ăn sẽ ngon hơn và đảm bảo dinh dưỡng hơn cho cả gia đình, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi số 5. Giờ như vậy câu số 5 mình sẽ trả lời như sau. Nhận xét về dinh dưỡng và sự đa dạng về thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày gia đình em là: về dinh dưỡng thì thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày của ở gia đình em đã đảm bảo gồm các nhóm thực phẩm chính như là đường và tinh bột, nhóm chất xơ, nhóm chất đạm, nhóm chất béo và nhóm vitamin. Về sự đa dạng thì các món ăn được bố mẹ em chế biến đa dạng theo từng ngày để đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả gia đình, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 6. Thì câu số 6 người ta mình xây dựng thực đơn một tuần cho gia đình của em, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và phù hợp với thành viên trong gia đình. Như vậy ở đây mình sẽ xây dựng một cái thực đơn một tuần cho gia đình của mình nha. Làm sao cho đảm bảo đủ chất dinh dưỡng này và đa dạng về thực phẩm, có nghĩa là mỗi ngày mình sẽ thay đổi các món khác nhau, và mỗi bữa sáng trưa chiều tối thì mình sẽ cũng thay đổi các món khác nhau. Làm sao cho đủ dinh dưỡng và đa dạng về thực phẩm, và nhất là phải phù hợp tất cả các thành viên trong gia đình của mình luôn nha, đúng không? Giờ ở đây thầy sẽ xây dựng một thực đơn ví dụ thôi nha. Các em có thể xây dựng thực đơn khác cho gia đình mình, sao cho đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm và phù hợp với các thành viên trong gia đình của mình luôn nha. Vì gia đình của mỗi em sẽ khác nhau. Ví dụ như gia đình của mình sẽ có là gia đình nhỏ thì có 3-4 thành viên thôi. Gia đình lớn thì có thể có 5-6-7-8-9-10 thành viên, đúng không? Mỗi gia đình sẽ khác nhau. Nên thầy sẽ đưa ra một ví dụ thôi. Các em có thể là xây dựng một thực đơn khác cũng được nha. Giờ ở đây thầy sẽ trả lời như sau. Giờ xây dựng thực đơn một tuần cho gia đình em, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đa dạng về thực phẩm và phù hợp với thành viên gia đình em. Như vậy trước hết là thứ hai. Thứ hai thì gia đình của mình buổi sáng mình sẽ ăn cơm rang nha. Buổi trưa thì mình sẽ có các món sao, sườn xào chua ngọt,
món này ngon đúng không? Canh ngao nấu rau cải, dưa chua muối và món tráng miệng chính là bưởi đúng không? Còn tối thì mình sẽ ăn món khác nha. Tối thì mình sẽ ăn cá bóng kho tộ, canh dao ngót thịt băm, trứng cút ôm nấm và tráng miệng chính là món kẹt. Thì mình thấy là bưởi và cam là có nhiều vitamin C, giúp tăng đề kháng đúng không? Và mình thấy là mỗi buổi ăn thì mình thấy là có đủ chất đạm, chất xơ đúng không? Chất tinh bột và vitamin đúng không? Giờ các em có thể để lại bình luận phía dưới video này. Ví dụ như là thứ hai sáng trưa chiều các em ăn món gì, các em có thể bình luận phía dưới video để cho thầy và các bạn cùng xem nhé. Giờ bây giờ mình sẽ qua tiếp thứ ba. Thứ ba mình sẽ đổi món nha, không ăn món cũ nữa vì mà ăn món cũ rất là ngán đúng không? Như giờ thứ ba mình sẽ ăn món gì? Thứ ba buổi sáng mình sẽ ăn bánh mì kẹp kẹp mứt nha, hoặc là ở đây mình để là bánh mì kẹp thịt đi đúng không? Bánh mì kẹp thịt cho nó sẽ ngon hơn đúng không? Giờ các em có thể đổi món khác. Giờ ví dụ buổi sáng mình sẽ ăn bánh mì kẹp thịt đúng không? Giờ còn buổi trưa thì mình sẽ ăn thịt lợn rang trái cạnh, canh khoai tây hầm xương, rau cải lộ và tráng miệng chính là dưa hấu đúng không? Rồi buổi chiều mình sẽ đổi món, mình sẽ ăn là thịt bò xào da muống, canh nấm nấu thịt viên có rau sống mà, và tráng miệng cũng là dưa hấu luôn đúng không? Như vậy là mình thấy thứ ba mình cũng ăn đầy đủ món đúng không? Gồm có là đây là chất đạm nè, đây là có chất xơ đúng không? Có chất xơ nè, có vitamin và khoáng chất, có tinh bột đầy đủ đúng không? Giờ thứ tư mình sẽ đổi món gì đây? Giờ thứ tư thì mình sẽ đổi buổi sáng thì mình ăn phở bò đi ha, đúng không? Còn buổi trưa thì mình sẽ ăn thịt lợn luộc nè, canh dưa chua nấu tép, đậu phụ hấp trứng và tráng miệng chính là món tam đúng không? Rồi buổi chiều thì mình sẽ đổi món sang cá chép rán chấm mắm gừng đi, đậu cô ve xào thịt bò đi, canh bầu nấu tôm và tráng miệng chính là hồng xiêm đúng không? Giờ như mình thấy là thứ tư mình cũng ăn khá nhiều món ngon đúng không? Và sẽ có đầy đủ các dưỡng chất, chất đạm, tinh bột, đường, vitamin và khoáng chất đúng không? Giờ tiếp theo thứ năm mình sẽ đổi món gì? Như là thứ năm buổi sáng mình có thể ăn xôi trứng hay là xôi mặn cũng được đúng không? Ở đây mình để là xôi trứng hoặc là để xôi mặn cũng được. Và buổi trưa thì mình có thể là ăn thịt nhồi, đậu phụ, sốt cà chua, mướp đắng, xà lòng gà, cải chip xào và tráng miệng chính là món lê đúng không? Và buổi chiều mình sẽ đổi món sẽ là chả cá kho, thịt gà rim, canh đậu phụ nấu hẹ và tráng miệng bằng thanh long đúng không? Giờ như là các em có thể gia đình mình ăn những món nào vào ngày thứ năm thì các em có thể để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Xem các em có ăn những món nào ngon không. Giờ tiếp theo thứ sáu mình sẽ ăn món gì? Giờ buổi sáng thì mình có thể là ăn bánh mì bơ tỏi đúng không? Buổi trưa thì mình có thể ăn mực xào giá độ, đậu phụ luộc, canh măng tươi thịt bò, tráng miệng bằng bánh flan đúng không? Giờ buổi chiều thì mình có thể đổi món sang cần tây xào thịt bò nè, thịt lợn quay, canh dao mồng tơ và mướp và tráng miệng chính là món hồng xiêm đúng không? Giờ bây giờ sang thứ bảy mình sẽ đổi món nha. Thứ bảy buổi sáng mình sẽ ăn bánh cuốn, buổi trưa mình có thể ăn tôm riêng mặn ngọt nè, rau cải xào lòng gà, dao bắp cải luộc, tráng miệng bằng hạt rau câu chẳng hạn đúng không?
Giờ buổi chiều thì mình có thể đổi món sang là thịt vịt ươm xấu này, da muống lột, cánh gà chiên sù và tráng miệng chính là món nhau. Đúng rồi. Giờ cuối tuần chủ nhật thì mình sẽ đổi món ngon một chút nha. Buổi sáng mình sẽ ăn bún bò viên, đúng nè. Buổi trưa thì mình ăn nộm gà sếp phai, canh cua rau đay, tráng miệng chè đậu đen. Và mình sẽ có thịt lợn quay rồi bì, nhưng mình sẽ đẩy món tráng miệng xuống phía dưới nha. Như vậy sẽ hợp lý hơn, đúng rồi. Và buổi chiều thì mình sẽ làm một cái lẩu hải sản cho buổi chiều chủ nhật thì mình sẽ làm một cái lẩu hải sản cho nó hoành tráng nha, đúng rồi. Và cuối cùng mình sẽ tráng miệng bằng món tạp nha, đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay nhé. Giờ như vậy là các em có thể để lại bình luận những cái món ăn mà các em ăn trong một tuần như thế nào cho các bạn, cho hai quả bạn cùng xem nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.